giả. Và mình nghĩ là bạn nào cũng có thể làm được. Các bạn chỉ cần vặn giấy và là chúng ta đã hoàn thành xong một bông hoa rồi. Không có việc gì khó cả. Những cái phần hoa hồng mà mình đã hướng dẫn trước đây thì đầu tiên các bạn cần phải cắt hình tròn, rồi cắt hình xoắn ốc, rồi cuốn, rồi dán. Nhưng mà cái phần hoa hồng này mình đã hướng dẫn cho nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì với cái phần hoa này các bạn chỉ có thể làm để cắm hoặc là bó thành bó thôi, chứ không thể trang trí thành một cái khung. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần màu đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục xử lý đến cái phần màu xanh. Mình cũng sẽ cắt giấy hết một lượt, rồi mình gấp và cuốn sau nhé. Với cái phần này thì mình sẽ chia giấy ra làm 4 phần và cắt ngắn hơn một chút để tránh làm rách giấy. Rồi. Chúng ta cứ cắt lần lượt như thế này. Bạn nào mà có cái màu xanh đậm hơn chúng ta sử dụng sẽ đẹp hơn. Sau khi đã cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành gấp.